Bí ẩn ngọn núi thiêng Trung Quốc, một đi không trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với News TV. Núi Nga Mi, ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được mệnh danh là Thánh địa Phật giáo, từ xa xưa có lịch sử lâu đời và truyền thuyết bí ẩn về kiếm tiên. Ngọn núi này là Tứ Đại Phật giáo Danh Sơn, một trong bốn ngọn núi thiêng của Trung Quốc. Nhưng điều mà hầu hết mọi người không biết là có một hang động kỳ lạ ở núi Nga Mi, được gọi là hang Cửu Lão, nổi tiếng là ăn thịt người. Câu chuyện kể lại rằng, năm 1983, ba sinh viên đại học từ Côn Minh, hai nam và một nữ, đã khám phá hang Cửu Lão. Sau khi bị mắc kẹt trong hang 14 ngày, họ may mắn được cứu sống. Chưa đầy một tháng sau đó, và một thanh niên khác cũng gặp nạn và được phát hiện khi ở trong hang 15 ngày. Điều đáng sợ hơn là vào năm 1987, khi 207 chuyên gia từ Cục Địa Chất và Khoáng Sản Tứ Xuyên kiểm tra hang Cửu Lão, họ đã tìm thấy 19 bộ xương người hoàn chỉnh trong hang, hầu hết đều nằm trong hang động cạnh sông Âm. Có gì trong hang Cửu Lão? Tại sao nơi đây dễ vào mà khó ra? Truyền thuyết sớm nhất về hang Cửu Lão có thể bắt nguồn từ rất lâu trước đây, theo Tam Hoàng Kinh, vào thời Viêm Hoàng, Hoàng đế Hiên Viên rời sông Hoàng Hà đến thăm núi Nga Mi. Trên đường đi, ông tìm thấy một hang động mà ở đó có 9 người già sống rất hòa nhã. Người xưa không biết bao nhiêu tuổi, chỉ biết là đã nhặt đá cho nữ oa. Hoàng đế đoán rằng họ không còn trẻ nên đã đặt tên cho nơi đây là Động Cửu Lão. Từ đó thì nhiều người đã can đảm khám phá hang Cửu Lão và để lại những ghi chép về quá trình thám hiểm bên trong, nhưng phần lớn thông tin không được xác minh. Mãi đến năm 1949, với sự phát triển của nghiên cứu khoa học và thông tin, sự thật về hang Cửu Lão mới dần lộ diện. Năm 1956, hơn 10 giáo viên và sinh viên khoa sinh học của Đại học Tứ Xuyên đã đến hang Cửu Lão để thu thập mẫu vật và họ đã tìm thấy một xác ướp ở sâu trong hang. Tuy nhiên, sự thật về xác chết bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp xác đáng. Đã có rất nhiều người đến đây muốn thử sức và khám phá xem có gì bên trong, nhưng hầu hết đều thất bại. Cho đến một ngày, người đàn ông tên Y Thụy Long đã khám phá hang động 5 lần và cơ bản đã tìm ra được lý do vì sao lại có nhiều người tử nạn ở đây. Cuối cùng, ông cũng là hướng dẫn viên dẫn đầu đoàn thám hiểm khoa học Tứ Xuyên khám phá hang động. Năm 1986, các chuyên gia liên quan từ Cục Địa Chất và Tài nguyên Khoáng Sản tỉnh Tứ Xuyên và đội Địa Chất 207 đã tiến hành một cuộc điều tra khoa học về hang Cửu Lão và cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn. Vén màn bí ẩn về những chiếc bẫy tử thần. Nhóm thám hiểm nhận ra hang Cửu Lão thuộc một cấu trúc hang động ngầm tương đối điển hình. Nó bắt đầu hình thành từ kỷ Cambri và được bào mòn bằng nước trong hàng ngàn năm, cuối cùng tạo thành một cấu trúc mạng ba chiều rất đặc biệt. Nhóm nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng có 67 lỗ nhánh trong hang Cửu Lão. Sâu bên trong có nhiều chướng ngại vật như măng đá, cột đá, tuy đẹp nhưng cũng khiến địa hình trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn. Đây là lý do tại sao mà ba sinh viên đại học ở Côn Minh không thể ra ngoài sau khi mò mẫm trong hang nhiều ngày. Cửa ải đầu tiên khi tiến vào động là mê hồn trận. Ra khỏi đây và tiếp tục đi bộ xuống, bạn sẽ sắp đến với hố tử thần thứ hai. Hang hẹp ở phía trên và rộng ở phía dưới, cao khoảng 3 tầng. Một khi đã lọt vào thì hoàn toàn không có khả năng sống sót. Người ta nói rằng có một bộ xương trắng nổi dưới giếng sâu đã được phát hiện. Sau khi vượt qua con đèo tử thần thứ hai, đó là một dòng sông âm với khí lạnh. Đoàn thám hiểm khoa học đã tìm thấy một số lượng lớn bộ xương người ở nơi này. Có thể tưởng tượng ra họ đã tụ tập về đây uống nước sau khi bị lạc. Sau khi đi bộ qua sông Âm là con đèo thứ ba được gọi là hố tử thần, mức độ nguy hiểm của nó hơn hẳn con đèo thứ hai. Điều nguy hiểm là chỉ có một lối ra duy nhất và nó treo trên đỉnh của hang, và lối ra này cách xa những bức tường đá xung quanh. Như vậy có nghĩa là không thể đi đến lối ra bằng cách leo lên bức tường đá, vì nếu không may rơi xuống chắc chắn sẽ tử nạn. Trong hang tử thần này, nhóm thám hiểm đã tìm thấy 5 bộ xương người, hầu hết là những người cổ đại tìm kiếm sự bất tử vào thời nhà Thanh. Tuy nhiên, có một bản sao của Cẩm Nang dành cho học sinh trung học, thì ra trong đó có hài cốt của một học sinh cấp 2 mất tích ở Thành Đô. Nói đến đây, bí ẩn về hang Cửu Lão về cơ bản đã được giải đáp. Thực ra hang không dài và sâu, chỉ cần có đèn chiếu sáng và biết đường đi thì sẽ sớm được khai thông. Nhưng chính ba cửa ải này đã giết chết các nhà thám hiểm và để lại truyền thuyết ăn thịt người ở núi Nga Mi. Trên đây là bí ẩn ngọn núi thiêng Trung Quốc, con người một đi không trở lại, được mệnh danh hang ăn thịt người. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về quái vật này nhé. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu quý vị thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho News TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.